ban cho Phật tử chúng ta một thời pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Và quý Phật tử ổn định đạo tràng, chắp tay trang nghiêm trong thanh tịnh ạ. Quý Phật tử thanh tịnh ha. Thượng tọa giảng sư Quang Lâm giảng đường, Phật tử đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để đạo tràng được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính thượng tọa giảng sư cùng toàn thể quý Phật tử niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Gia Hộ. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư từ bi khởi niệm Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa. Xin kính mời quý Phật tử đồng an tọa. Ban nghi lễ tạm nghỉ ạ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, trong khóa tu niệm Phật một ngày nhất tâm chiều hôm nay, chúng con xin được thành kính giới thiệu trên pháp tòa chiều hôm nay thượng tọa giảng sư đạo hiệu Thích Thiện Xuân, phó ban từ thiện xã hội trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, phó thư ký chánh văn phòng ban hướng dẫn Phật tử trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng ban thường trực phân ban hướng dẫn Phật tử dân tộc trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên ban Phật giáo quốc tế trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban giảng sư đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, trưởng ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Điện Biên, phó trưởng ban thường trực ban Hoằng pháp tỉnh Điện Biên, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước, phó trưởng ban thường trực ban Hoằng pháp tỉnh Bình Phước, phó ban giáo dục Phật giáo tỉnh Bình Phước, trưởng ban Hoằng pháp huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, trụ trì chùa Long Thanh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, trụ trì tu viện Linh Thú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phật tử dâng cao một tràng pháo tay để cung đón thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, hôm nay là ngày 24 tháng 2 nhuần năm Quý Mão. Đạo tràng chùa Xuân Hòa chúng con được vân tập về đây để tu học một ngày, niệm Phật một ngày nhất tâm, để đạo tràng Phật tử chúng con có được thêm chánh kiến, để không phải sai lầm khi chọn cho mình một đường hướng tu học đúng theo chánh pháp. Vì muốn cho Phật pháp được xương minh, thượng tọa đã gác lại mọi công tác Phật sự, trở về đây ban bố cho đạo tràng Phật tử chúng con những lời pháp nhũ nhân khóa tu niệm Phật một ngày nhất tâm tại đạo tràng chùa Xuân Hòa. Vào giờ này, đạo tràng Phật tử chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh để lắng nghe những giáo pháp mà thượng tọa sẽ ban rải cho chúng con, ngõ hầu lấy đó làm tư lương trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư ban những lời pháp âm vi diệu đến với toàn thể hội chúng trong thời thuyết giảng chiều hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Phật tử có khỏe không? Khỏe mà thầy thấy đạo tràng ngồi như vậy thì thầy cũng mát mẻ không? Trưa có ngủ không? Nếu chưa ngủ thì bây giờ chuẩn bị ngủ. Thường khi không có làm gì hết á thì mắt sáng rỡ à, nghe pháp cái nó buồn ngủ. Thầy cảm ơn ban tổ chức đã nêu ra những cái công việc Phật sự mà giáo hội đã giao phó. Nhưng cái đoạn đầu á, MC nói trung ương rồi thì không nói thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương nó lớn hơn thành phố. Sao mình lên tới trung ương rồi mình quẹo lên thành phố? Có nghĩa là thành phố là nó nhỏ hơn trung ương, nó thuộc về cấp tỉnh, nó ngang với cấp tỉnh còn. Phật tử hôm nay chúng ta niệm Phật một ngày nhất tâm hả? Là chúng ta có cái khóa tu lần thứ mấy rồi? Lần thứ 47. 147. Lần thứ 147 rồi. Vậy là Phật tử tu cũng gần tới mây rồi ha. Chứ tu gần 150 cái khóa là được nghe quý thầy giảng nhiều lắm rồi. Hôm nay thầy giảng chữ chánh tín niệm Phật nha. Chúng ta chỉ trao đổi cái chữ chánh tín niệm Phật. Phật tử nhớ cái chữ Nam Mô có ý nghĩa gì không nào? Nam Mô là quy y, Nam Mô là giác ngộ. Người nào giác ngộ là người đó đang trở về, đang quay về, hay còn gọi là quay lại. Chúng ta bước ra cái cổng chùa, chúng ta thấy cái chữ là hồi đầu thị ngạn, gọi là quay đầu là bờ. Có phải không? Cái chữ Nam Mô nó đơn giản lắm. Nam Mô là giác ngộ. Ai giác ngộ là người đó đang quay về, đang nương tựa nơi A. A là gì quý vị? A là pháp giới, A là cõi, A là cảnh, A là vật thể. Như vậy chúng ta có hai loại hữu tình và vô tình. Thì A gọi là vô tình chúng sinh. Mà vô tình là cái cõi. Cái chùa này là chữ A nè. Chúng ta Nam Mô A là chúng ta đã con về chùa. Dịch nó dễ hiểu vậy. Nam Mô A là con về chùa. Nam Mô A là con đến cõi Phật. Có nghĩa là chữ A là cõi, là cảnh, là cái nơi mà mình muốn đến. A là không sanh không diệt. Nhưng mà sở dĩ có cái tướng sanh diệt này nè là do tâm chúng ta sanh, chứ không phải là cái cõi này nó ra như vậy. Lấy ví dụ như trước đây 100 năm trước cái chùa này, ngay chỗ này nó không có giống vậy. Và 100 năm sau thì nó là như vậy, nhưng mà 100 năm nữa thì nó cũng không còn giống vậy. Cho nên người ta có câu là 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Nghĩa là cái cõi này vốn dĩ nó thanh tịnh, mà do tâm không thanh tịnh cho nên nó tương ưng. Mình niệm chữ Di Đà là mình niệm Phật tánh của mình, là mình niệm hữu tình chúng sinh. Mà tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên tự tánh Di Đà là tự tánh Phật của tất cả chúng ta. Hay nói đúng hơn là tất cả chúng ta đều có Phật tánh. Ta niệm Di Đà là ta niệm Phật tánh của chính mình. Như vậy thì đại chúng suy nghĩ là Nam Mô là trở về, hoặc là Nam Mô là giác ngộ. A là thế giới này vốn không sanh, nhưng do quy lực vô thường thành trụ hoại không. Cho nên con niệm con thấy rõ, trong cái vô thường nó có chơn thường, trong cái cõi ta bà nó có cực lạc, nó có vô sanh. Trong cái cõi sanh diệt này nó hiện tướng không sanh diệt. Con niệm Di Đà là con niệm tự tánh của con, hay là con niệm Đức Phật A Di Đà? Như vậy nếu con niệm tự tánh Di Đà của con là con niệm Phật tánh của con. Còn con niệm Đức A Di Đà là con niệm một vị đã thành Phật
mà thành Phật rất là vĩ đại. Nghĩa là cõi cõi giới Tây Phương là cõi giới đẹp hơn tất cả cõi Phật trong mười phương, mà chư Phật trong mười phương đều phải khen ngợi. Rồi khi niệm tới chữ Phật, chữ Phật là cái quả vị cao nhất, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Con niệm chữ Phật là con niệm cả một đất thang mà con phải đi qua. Con niệm Phật là để con ra khỏi địa ngục. Con niệm chữ Phật là để con ra khỏi ngạ quỷ. Mà ra khỏi địa ngục là ra khỏi cái tâm sân của con. Con còn sân nữa. A-di-đà Phật, con hết sân. Con nở một nụ cười là bởi vì con nói là tôi muốn thành Phật chứ tôi không muốn ở địa ngục. Tôi niệm tới chữ Phật là tôi ra khỏi địa ngục, là ra khỏi cái tâm sân nó giam nhốt tôi. Giờ thầy hỏi đại chúng ở đây, tu 147 kỳ rồi, Phật tử còn sân không? Vậy là còn ở địa ngục à? Vậy sao gọi là nhất tâm? Nhất tâm là một lòng muốn ra khỏi địa ngục, mà tu cho đến giờ này mà vẫn còn sân, nghĩa là còn vào ra trong địa ngục. Có lúc ra, có lúc vào. Rồi nó giận quá cho nên ở trong luôn. Nghĩa là cái sự nóng giận đó nó hành hạ mình rất là lớn. Bởi vì sao vậy? Mình giận cái ông quay phim mà ông đi tới đi lui cái chỗ mình ngồi bực mình, cái mình vô trọng. Phải không? Mình giận cái người mà mình thương mà nó không thương mình, nó đi thương cái ông hàng xóm, tức quá giận luôn. Cho nên rồi mình cứ ở trong địa ngục hoài. Vậy mình có niệm Phật mà mình gọi là nhất tâm thì có nhất không hay là nhức nhối? Chắc kiểu này chuyển nhất tâm qua nhức nhối. Bởi vì cái tâm đó, đó nó đang ở trạng thái bực bội, nóng bức, khó chịu như ở trong cảnh địa ngục. Vậy thì mình niệm cái chữ Phật là mình niệm cái quả vị cao nhất mà tất cả chúng ta đều phải nỗ lực vươn tới, đúng không đạo tràng? Đồng ý không nè? Vậy thì hầu tôi nói cái chữ Nam Mô là chữ giác, cho đến cái chữ Phật là chữ toàn giác. Vậy là cái độ giác của cái người tu là ở chỗ nào? Ở chỗ A và Di Đà. Cái chữ Nam Mô là giác, mà đến cái chữ Phật là toàn giác. Vậy chúng ta còn có hai cái từ giữa nữa. Một là từ A, hai là từ Di Đà. Mà từ A là cõi, từ Di Đà là tâm. Vậy thì cảnh và tâm mà khi chúng ta niệm mà hài hòa với nhau, nhập vào trong bản thể là chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc. Được không nè? Có hiểu không? Phật tử có hiểu không? Hiểu là tới đó rồi, xong rồi đó. Bữa nay thầy giảng như đó xong. Chánh kiến, chánh tính. Bây giờ chúng ta đi qua cái dấu hiệu để cho chúng ta hiểu rằng là ta niệm Phật như thế nào gọi là chánh tính, niệm Phật như thế nào gọi là mê tín. Bây giờ ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật cái thôi. Ta không cần quan tâm là đúng sai, chỉ là gọi là chánh tính niệm Phật. Chánh tính niệm Phật nghĩa là ta chỉ niệm một câu thôi mà tôi không có đúng, không có sai. Tôi còn nói đúng nói sai là tôi còn ở trong lục đạo sanh tử luân hồi. Còn bây giờ tôi chỉ biết niệm Phật thôi, tôi không cần đúng sai, gọi là niệm Phật chánh tín. Một cái niềm tin trơn chánh và không cần nói đúng sai. Bởi vì sao vậy? Tôi đã trạch pháp rồi, còn gì nữa mà sai? Mà không có sai thì lấy đâu mà đúng? Cho nên lo niệm Phật thôi, không quan tâm tới đúng sai. Ai nói đúng cũng được, ai nói sai cũng được, vì tôi chánh tín niệm Phật rồi. Hiểu chữ chánh tín niệm Phật chưa nè? Rồi quý vị cùng nói với thầy. Chánh tín niệm Phật, không có đúng, không có sai. Còn đúng, còn sai. Niệm hoài, không có chứng. Mình niệm hoài, mình không có chứng đắc là bởi vì mình cứ niệm rồi, mình cứ nghĩ đúng, nghĩ sai. Mà nó đúng thì nó vui, còn sai thì nó buồn. Mà vui buồn thì cứ vô ra địa ngục, làm sao mà chứng đắc cái gì? Cho nên muốn trở về cảnh giới vô sanh là không còn sai.
mà không còn sai thì lấy đâu đúng. Cho nên là không còn sai, không còn đúng thì không còn vui, không còn buồn. Cái này có phải là ta nhập vào bát nhã trí không? Trí bát nhã là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Cái này không phải là không mà cũng không phải là có. Vậy là cái cõi này nè, chúng ta có cái thân. Vậy thì hỏi là có hay không? Mỉm cười trả lời, nếu nói có là nhìn bằng tục đế, nếu nói không là nhìn bằng chân đế. Vì nó là vô thường cho nên tôi thấy nó vốn là do duyên sanh, là do duyên diệt. Cho nên tôi chỉ mượn cái thân này để tu, chẳng phải có cũng chẳng phải không. Hỏi tôi có hay không là muốn tôi lòng vòng trong sanh tử, phải không? Đồng ý không Phật tử? Người ta hỏi mình là cái thân này có hay không, là mình lấy cái câu trả lời của ngài ngài Di Lan Đà, thấy không? Trong cái kinh Di Lan Đà đó, ngài trong ông vua Di Lan Đà là ổng lắc léo lắm. Ổng hỏi cho bằng, y như là ổng dùng quyền uy và thế lực để mà đến học pháp vậy đó. Cho nên ngài Na Tiên trả lời rất là đơn giản: bệ hạ, từ cái hoàng cung bệ hạ đến chùa, đến tịnh xá nó xa quá, nó nắng quá, cho nên bệ hạ nóng quá không? Cái này nóng là do nắng nóng chứ không phải là bệ hạ sân, hay không? Dù rằng sân á, nói la lên, nói một cách dùng quyền uy để nói, nhưng mà Nan Đà, ngài Na Tiên Tỳ Kheo trả lời rất là khôn khéo. Ông ấy hỏi là cái gì là Na Tiên? Ngài có phải là Na Tiên không? Ngài mỉm cười. Chúng ta niệm Phật chúng ta phải hiểu vậy. Ta niệm chữ A nhưng mà thật sự ra không có cái gì là A cả. Ta niệm về cảnh giới Tây Phương, ta cầu sanh về cảnh giới Tây Phương nhưng mà thật sự ra không có cầu. Vì sao vậy? Vì cảnh giới Tây Phương là khi ta nhận ra cái thế giới trong mười phương có tức là không, không tức là có, thì cảnh giới Tây Phương hiện ra. Bởi vì cảnh giới Tây Phương là không sanh, không diệt, không thêm, không bớt. Vậy thì cảnh giới Tây Phương là trí tuệ bát nhã. Mà cảnh giới Tây Phương là cảnh giới trí tuệ bát nhã là phải thấy bằng cặp mắt trung đạo. Nhìn bằng cặp mắt trung đạo là thấy rõ đây là tục đế, đây là chơn đế. Nếu bạn còn thấy có sanh diệt thì bạn thấy tục đế thôi. Mà bạn phải thấy cái chỗ không sanh không diệt là bạn thấy chơn đế của vạn pháp. Vốn bản thể của nó thì không có sanh. Y như là quý vị, bây giờ tôi gặp quý vị, tôi chưa biết quý vị là ai, thì tôi có biết quý vị tốt xấu gì không? Không. Mình đâu có biết ai tốt xấu như thế nào. Nhưng mà gần người đó rồi đó, mình làm trái ý nghịch lòng người ta rồi đó, bắt đầu mình mới biết là người đó tốt hay xấu. Có những con người hay lắm, mình làm trái ý nghịch lòng của họ càng nhiều chừng nào thì họ càng thể hiện cái sự tu tập của họ tuyệt vời chừng nấy. Còn có nhiều người mình không bao giờ đáp ứng được cái trái ý nghịch lòng của họ là bắt đầu họ sân hận, họ khó chịu, họ bực dọc. Một ngày không biết họ bao nhiêu mùa chứ không phải bốn mùa đâu. Ở gần những cái người mà lắm mùa mệt lắm. Khi vui, khi buồn, khi nắng, khi mưa, khi hạn hán, khi bão giông, đuối lắm. Còn cái người tu là giữ cái tâm bình thản, không có vui, không có buồn, không có hạn hán, không có bão tố gì hết trơn. Gần gũi những con người đó gọi là nhất tâm niệm Phật. Thì người đó gọi là có một cái sự trơn chánh, chánh tín. Vì ta tin tưởng Đức Phật ta tu, ta không có suy nghĩ. Bây giờ hỏi rằng là bạn có muốn về sanh về Tây Phương không? Ai không muốn? Hỏi kỳ. Hỏi muốn ăn ngon không? Ai không muốn? Nói ủa niệm Phật cũng muốn ăn ngon nữa. Thật, cảnh giới Tây Phương muốn gì có nấy. Cảnh giới Tây Phương muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn đi đâu có cái đó. Muốn cúng dường mười phương chư Phật có cúng dường luôn. Vậy hỏi là ở đây hỏi là ủa tu mà sao sung sướng vậy? Nói, tu chứ đâu phải ngu đâu, không sung sướng. Mà tu
Tu là mình phải phải hiểu là à, người tu là người trí, người tu là người thông minh, người tu là phải có phước báo. Cho nên bây giờ mà mình càng tu càng nghèo, cái này coi lại cái việc tu có lộn địa chỉ không? Người ta càng tu càng có phước báo, tại sao mình càng tu càng nghèo? Người ta càng tu càng đẹp, tại sao mình càng tu càng xấu? Tu giống cái, không lẽ tu cái pháp môn Atula, gặp ai cũng la. À, như vậy thì người ta càng tu càng đẹp, người ta càng tu càng có trí tuệ sáng suốt, người ta thông minh. Bởi vì sao vậy? Đệ tử Phật tu theo Phật, Phật là một đấng toàn giác. Cho nên mình tu càng thông minh. Hỏi tại sao tu không lo niệm Phật mà cứ học cái này học cái kia? Tôi nói dạ, tôi học tôi cũng niệm Phật. Mà cái người niệm Phật mà không có học thì trừ khi nào học không nổi. Chứ còn mình còn học nổi thì mình lo mình học. Cứ nói trời, lo gì nhất tâm niệm Phật đi. Bị đặt nghe thầy Xuân giảng làm gì? Nhất tâm niệm Phật thì đến chùa Xuân Hòa làm cái gì? Nói dạ, đến đó để cộng tu. Đến đó để có thầy, có bạn. Đến đó để mình có một chúng hội đạo tràng. Đây gọi là Linh Sơn Hội Thượng Phật. Trong chúng ta đây có Phật, có Bồ Tát xuất hiện ở đây không quý vị? À, vô số Phật, Bồ Tát hiện ở trong. Mười phương chư Phật đều hiện quanh chúng ta. Ở đâu cũng có Phật, ở đâu cũng có Bồ Tát. Cho nên chúng ta đừng có giận ông Phật, thì làm sao chúng ta thành Phật được? Từ đó mình niệm được cái chữ Di Đà là mình biết là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cho nên mình sợ rằng mình không phụng sự được cho chúng sinh thôi. Cho nên là Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp Ngài đã tu Bồ Tát hạnh. Trong kinh Pháp Hoa, Ngài Văn Thù Sư Lợi đi xuống Long Vương giảng kinh Pháp Hoa. Ngài Trí Tích Bồ Tát hầu thị giả cho Đức Phật Đa Bảo. Ngài Trí Tích Bồ Tát nói chuyện với Ngài Xá Lợi Phất về cái thần thông vi diệu, về cái sự nhiệm màu thù thắng của kinh Pháp Hoa, gọi là vi diệu pháp. Thì Ngài Trí Tích mới nói với Ngài Xá Lợi Phất là tôi không có tin Ngài Văn Thù Sư Lợi đi xuống Long Vương giảng kinh mà Long Nữ 8 tuổi thành Phật, phát Bồ Đề Tâm. Hai ông nói chưa xong thì Long Nữ xuất hiện trước Phật, dâng cho Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo một sâu chuỗi giá trị tam thiên đại thiên thế giới. Quý vị nghĩ coi, Long Nữ, Long là con rồng, Nữ là cái, chứ không lẽ Nữ là đực. Con rồng cái mà có thể thành Phật thì quý vị biết là đã là xuất sinh rồi, là cái cấp của nó còn xa đối với cái cấp thành Phật, phải không nè? Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh mới có bước lên tới bước thứ ba thôi à. Chưa tới Atula, tới người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật còn dài lắm. Tại sao thành Phật? Vì chỗ nào cũng thành Phật được hết. Tại chúng ta tính là tính cấp như vậy, nhưng mà để thành Phật thì phải làm Bồ Tát vào tất cả các cõi. Hãy Bồ Tát thì nguyện vào tất cả các cõi. Cho nên Long Nữ dâng một cái sâu chuỗi ngọc giá trị tam thiên đại thiên thế giới. Thì quý vị suy nghĩ coi, bây giờ ở trong đây chúng ta ai mà có ngọc để cúng mà cái ngọc đó nó quý đến nỗi mà bằng tam thiên đại thiên thế giới? Bây giờ mình có không? Không. Mình được cái cõi người nhưng mà mình không có bằng cái cõi thứ ba nữa. Mình là cõi thứ năm á, nhưng mà phước báo mình không bằng cõi thứ ba. Quý vị có thấy những con chó của bà Hoàng bám trên tay không? Những con chó đó mua bảo hiểm của nó đó là cả tỷ bạc. Đó là mua bảo hiểm thôi, chứ đừng có nói là mua con chó đó. Mua con chó đó chắc vài chục tỷ quá. Còn cái mạng sống của mình mà lỡ có tai nạn hay cái gì á, ta đền á mấy trăm triệu à. Quý vị thấy là cái phước của mình được làm người, nhưng mà để cái phước của nhiều đời nhiều kiếp nó sanh làm con vật, chứ đâu phải là phước của báo của nó nhỏ hơn mình đâu. Cái con vật mà nó ăn thịt con người thì con vật đó có phước báo lớn hay nhỏ?
nó ăn thịt được con người có nghĩa là nó phải thông minh hơn con người, nó phải mạnh hơn con người, nó phải giỏi hơn con người. Mình làm người mà có khi mình không bằng nó. Thầy mới thấy có nhiều người đi sợ con trùng. Trời, Phật ơi là Phật, người tổ bố gì đi sợ con trùng. Có nhiều người sợ con gián. Con gián có chút éo, con người bự tổ bố đi sợ con gián. Thấy con gián cái té xỉu, tôi nói lạ vậy ta. Thấy không? Con người của mình lớn tới chỗ nào, mình thông minh tới chỗ nào, trí tuệ tới chỗ nào, thấy con rắn té xỉu. Có duyên dễ sợ. Mình lớn hơn nó theo quy luật của tự nhiên nghe quý Phật tử. Cái con lớn là phải ăn hiếp con nhỏ. Đằng này mấy con nhỏ ăn hiếp người bự là sao? Không có vụ đó. Cho nên thầy nói là trừ khi con nào bự hơn tôi, chứ còn con nào nhỏ hơn tôi là phải sợ tôi thôi. Đây là quy luật tự nhiên. Cho nên mình không có suy nghĩ một cách thiếu cái sự đúng đắn. Long nữ hiện ra, và long nữ quay lại ngài Xá Lợi Phất và ngài Trí Tích Bồ Tát, nhìn mỉm cười đó. Nhưng mà ngài Trí Tích Bồ Tát thì nói là tôi không tin long nữ thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất thì nói tôi có nghe Đức Thế Tôn nói người nữ có năm điều không thể thành Phật. Ở đây người nữ đông nè, thầy nhắc nè. Người nữ, một là không thành Phạm Thiên, không thể là Phạm Thiên được, vì Phạm Thiên á là cai quản từ dục giới trở xuống, Phạm Thiên cai quản hết. Thứ hai, không thể làm Đế Thích. Ba, không thể làm Chuyển Lưng Thánh Vương. Bốn, không thể làm Ma Vương. Năm, không thể thành Phật. Thì nhắc lại, người nữ có năm điều không thể thành. Nhớ là người nữ cũng không làm Ma Vương nha. Muốn làm Ma Vương sanh làm người nam, cho nên đừng bao giờ ăn hiếp chồng đó. Cảnh báo cho những người nữ biết được bổn phận của mình. Một, không thể làm Phạm Thiên. Hai, không thể làm Đế Thích. Ba, không thể làm Chuyển Lưng Thánh Vương. Bốn, không thể làm Ma Vương. Năm, không thể thành Phật. Như vậy long nữ quay lại cười mỉm chi với hai vị đại Bồ Tát, xong xoay người một cái sanh về cõi vô cấu, thành Phật ở cõi vô cấu. Mà vô cấu là cái gì? Vô cấu là không có nhơ bợn, không có phiền não, không có xấu xa. Ở cõi giới Tây Phương không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đó là người sanh về cảnh giới Tây Phương. Còn bây giờ long nữ sanh về cái cõi vô cấu và thành Phật ở cõi này. Như vậy đã là long nữ, nhưng mà tâm của ngài còn có cấu bẩn không? Không. Quý vị cùng với thầy niệm Nam Mô Thường Vô Cấu Bồ Tát. Nam Mô Thường Vô Cấu Bồ Tát. Nam Mô Thường Vô Cấu Bồ Tát. Ma Ha Tát. Mình gieo duyên với long nữ. Nam Mô Thường Vô Cấu Bồ Tát nghĩa là ngài thành Phật ở cõi đó sẽ có rất nhiều Bồ Tát khi tâm không còn cấu bẩn nữa sanh về cõi đó. Tâm của mình được thanh tịnh thôi. Khi chúng tôi xúc miệng thì trong Tỳ Ni chư Phật chư Tổ có dạy: thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bá hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Khi ba nghiệp của mình thanh tịnh thì mình cùng với Phật về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì với một người niệm Phật mà nhất tâm thì thầy lại phân tích chữ tâm. Thầy phân tích chữ tâm. Tâm là gì quý Phật tử? Rồi thầy mời chú. Chú ngồi nói luôn. Chú á, không chú á, chú không biết. Chú kế bên. Thôi chú bên đây. Chú ngồi đó luôn đi chú. Ngồi đó luôn chú nói. Dạ. Thưa chú, tâm là gì ạ? Tâm là cái thấy cái biết của mình.
Rồi, xin một tràng pháo tay tặng cho chú. Mời cô. Cô, đây điểm lên 1, 2, 3. Hàng thứ 3, phía sau cô. Dạ. Ngồi đó luôn, cô nói luôn cô. Tâm là gì cô ạ? Cũng giống như bạn ấy nói. Rồi, cho một tràng pháo tay. Chú nói hay quá, làm cô kia copy. Cái thế giới 4.0 là copy, dán lên. Rồi. Thôi thầy nói luôn. Một chú nam và một cô nữ nói giống nhau rồi thì thôi chắc thầy hỏi nữa, các copy nữa mà công tốn tiền copy. Bây giờ tâm là gì? Cái chữ tâm được người xưa mô tả là cái gì? Chữ tâm bằng chữ Hán á. Ba điểm như sao sáng, móc câu tợ trăng tà, đọa xa hay thành Phật cũng do nó mà ra. Vậy là tâm là cái gì? Trong Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật dạy: đệ nhất giác ngộ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Muốn ra khỏi sanh tử, phải biết tâm là nguồn gốc của tội lỗi, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Hình là cái thân này, nó là nguyên nhân để tạo ra các cái tội, nhưng mà tâm là nguồn gốc của tất cả tội. Rồi, trong Quy Sơn Cảnh Sách, Đức Phật dạy, Tổ Quy Sơn dạy: phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lỵ, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chung duyên nhi cộng thành, tùy nại tứ đại phù trì, thường tương vi bội, vô thường lão bệnh, bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế, thí như xương xương hiểu lộ, thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu, niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức, tức thị lai sanh, hà nải yên nhi không quá. Ai dịch được, lên dịch giùm thầy, tặng cho cái chùa Xuân Hòa. Những người mà học Quy Sơn Cảnh Sách rồi là đọc ro ro luôn. Vì sao vậy? Tất cả các vị sa di ni bước vào chùa học Quy Sơn Cảnh Sách là học nằm lòng, tụng hàng ngày, cho nên là những lời cảnh tỉnh của tổ là luôn luôn phải là nhắc nhở bản thân mình. Được cái thân này nè là do ta có cái duyên nghiệp, nhờ vào tinh cha huyết mẹ mà ta có cái thân này. Mà cái thân này nó là do cái nghiệp đời trước nó đến, mà cái nghiệp đó nó tương ưng với cái nghiệp của cha mẹ chúng ta. Mà Đức Phật Thích Ca thì Ngài, trong cái phẩm thọ ký Ngài nói, Ngài La Hầu La là con có duyên làm con của ta không phải một đời, mà 500 đời. Gia Du Đà La là người bạn đời của ta cũng không phải một kiếp, mà là cũng 500 kiếp. Đức Thế Tôn đang bưng cái bình bát đi khất thực, có hai ông bà già lại ôm Đức Thế Tôn nói: con bỏ cha mẹ đi đâu lâu quá không về. Như vậy cho biết rằng là ông bà già đó là có một đứa con lại giống Phật, tuyệt vời như vậy. Cho nên Đức Phật quay lại nói các hàng đệ tử rằng: ông cụ bà cụ này đã là cha mẹ nhiều đời trước của ta. Quý vị thấy không? Chứ đâu phải là một đời một kiếp đâu. Vậy chúng ta gặp nhau là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bữa nay hân hạnh gặp lại những người nhiều kiếp đã gặp. Rồi, quý vị đọc với thầy câu: gặp nhau không phải tình cờ, đã vô lượng kiếp ta chờ gặp nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui, còn gặp nhau thì hãy cứ cười. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi,
chỉ có tình thương để lại đời. Đó là đạo từ bi. Hay không? Chúng ta là con của đấng từ bi thì chúng ta chỉ có để tình thương lại đời thôi. Mà chúng ta để tình thương lại cho cuộc đời thì mai mốt ta đi tới đâu người ta cũng thương mình hết. Ai cũng thương hết thì cuộc đời này là cực lạc. Đồng ý không nè? Đồng ý, ai cũng thương hết là cực lạc. Còn mình đi tới đâu ai cũng chửi hết là cực khổ. Thế mình đi tới đâu ai cũng thương hết thì tự nhiên mình cảm thấy mình sống vui lắm. Sống năng động, sống hy sinh. Cho nên tôi có chia sẻ với những người có duyên với tôi mà tôi nói có 5 điều quý vị đang cố gắng làm hành trang. Điều thứ nhất là ta có cái thân này, ta biết rõ nó là sanh già bệnh chết, nó là thân của nghiệp cho nên khổ dữ lắm. Thì bây giờ ta phát nguyện, con cúng dường cái thân này cho Tam Bảo, để con mượn nó con làm Phật sự thôi, nó không còn là của con nữa. Cho nên đứa nào nó nói sao đẹp trai dữ vậy, tôi nói của Phật đó, đồ cúng. Đồ cúng không được ăn hổn. Phật tử hiểu không? Phật tử cúng dường đi. Phật tử cúng dường cái thân của Phật tử cho Phật đi, để ai mà đụng tới nói đồ cúng. Đừng có hổn hào. Định ăn đồ cúng phải không? Đó. Cho nên đồ này là cúng dường Phật rồi. Cái thân này ta cúng dường cho Phật rồi là đồ cúng. Đồ cúng Phật không được ăn, hổn hào. Chừng nào Phật cho mới ăn. Thì muốn xin, muốn đụng tới tôi phải không? Lên xin Phật. Chừng nào Phật gật đầu cho. Giống như trong cái tiểu thuyết mà thoát vòng tục lụy á. Thiên kim tiểu thư mà có chết lên chết xuống mà muốn Ngọc Lâm á, mà đi về làm rể trong cái phủ tướng quốc á, thì Ngọc Lâm mỉm cười không? Sư phụ tôi biểu sao tôi làm vậy? Đó, cho nên phủ tướng quốc mới chỉ định hòa thượng cho Ngọc Lâm đi làm rể. Hòa thượng nói con làm rể đi con, nghiệp của con đời trước, đời trước cái tâm của con nó còn cái nghiệp ái, cho nên là đời này con tu cái tâm của con nó vững dữ lắm rồi, nhưng thôi đi làm rể đi con, mà nếu tâm con vững con sẽ quá độ được thiên kim tiểu thư đó. Thế thì cái tội mà nói là dạng kim hòa thượng phải đừng có nói vậy, im rư đi, ai nói gì nói. Thưa thầy, có thiên kim tiểu thư đến chùa thầy phải dọn dẹp lau chùi. Quay lại ông mỉm cười, ông nói tôi dạng kim hòa thượng đây mà còn đi nhổ chân nhang đây mà ở đây thiên kim mà biểu tôi sai khiến tôi à. Quý vị thấy không? Tại vì đối lo niệm Phật đi phải như ông nói vậy, cái nó ai gì là Phật. Vậy là im rồi, đâu có oan gia trái chủ. Bày đặt chảnh, bày đặt nói là tôi là dạng kim hòa thượng chi cho oan gia trái chủ. Đó, quý vị cùng nói với thầy, hơn thua một câu. Oan gia đối đầu, nhịn nhau một câu, trời yên bể lặng. Giờ quý vị muốn oan gia đối đầu hay muốn trời yên bể lặng? Hay quá, đó là chân tín niệm Phật rồi đó. Về đây nhịn nhau một câu đi, nói gì mình nhịn, nhịn riết quen à. Cho nên có nhiều ông chồng rất là thương vợ, vợ nó chằn tinh gấu ngựa, mình cứ nhịn thôi. Nhìn riết hành sợ vợ luôn. Chứ không phải lý do nào ông sợ vợ, ông nhìn riết quen. Cái ông thấy ông không có sợ vợ, nhưng mà mọi người nói sao mày sợ vợ chứ. Nó phải, vợ mắc gì sợ. Nhưng mà nhìn, từ nhìn cái tự nhiên nó quen. Cái ông chồng rất dễ thương, bà vợ rất dễ ghét. Tại bà ăn hiếp chồng cho nên bà rất dễ ghét. Còn có nhiều bà vợ bà nhìn chồng riết rồi, quen luôn. Chồng nói hâm nước tương cũng dạ. Tương nào giờ có hâm đâu. Tự nhiên bữa nay khách tới cái biểu đi hâm nước tương. Dạ. Vậy đó. Cho nên bà vợ rất là dễ thương. Gọi là tam tòng tứ đức. Chồng đặt đâu vợ ngồi đó. Vậy đó là ta lo ta niệm Phật thôi. Cứ nó biểu gì A-di-đà Phật là xong. Mọi thứ đều im á. Thế gọi là trời im bể lặng. Thế thì cái người mà tu mà đi cầu giải thoát mà hiểu được cái tâm của mình đó đó,
Thì thật sự đó là nãy thầy hỏi chú mà nói, chú nói cái tâm như vậy là chú cũng hiểu tốt rồi đó. Nhưng mà để hiểu cho đúng á, là tâm á, là đầu tiên á, mình hiểu về tâm của mình á, là mình hiểu về thức. Tâm mình hiểu về thức. Cái biết của con mắt gọi là tôi biết. Cái biết của lỗ tai gọi là tôi nghe. Như vậy mình phải bắt con mắt mình nó niệm Phật mới gọi là niệm nhất tâm. Quý vị cùng nói, con mắt niệm Phật là nhìn ai cũng thấy Phật, nhìn cảnh nào cũng thấy Phật, gọi là mắt niệm Phật. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, cho nên con mắt của mình mà niệm Phật á, thì giả sử như chú mà thấy vợ chú thì chú nói dạ Phật xuất hiện, A Di Đà Phật vậy đó. Còn quý cô mà thấy ông chồng xuất hiện thì A Di Đà Phật, ông Phật xuất hiện. Thế thì ta nhìn người nào cũng là Phật hết thì gọi là con mắt niệm Phật. Còn lỗ tai niệm Phật thì có nghĩa là người nào nói cái gì thì lỗ tai vẫn A Di Đà Phật. Lỗ tai luôn nghe chư Phật, chư Bồ Tát nói thôi. Cho nên là cái tiếng nước chảy vẫn là tiếng Pháp, tiếng chim hót vẫn là tiếng Pháp. Cho nên cái lỗ tai niệm Phật là cái lỗ tai giảng sanh, con mắt niệm Phật là con mắt giảng sanh. Còn tai chân của mình niệm Phật thì mấy mốt cái tai chân nó giảng sanh, còn cái đầu thì nó ở lại. Tại vì cái tai niệm Phật người ta nói là miệng Nam Mô, mà bụng Thiện Bồ Giao Găm, thì mấy mốt cái miệng nó nở hoa sen mà cái bụng thì chưa biết. Cho nên là mình nên biết là mình có sáu căn ha. Mắt niệm Phật là nhìn đâu cũng thấy Phật. Cho nên quý vị thấy có nhiều người, người ta niệm Phật xong rồi ở trong nhà người ta đó, ta lấy tượng Phật về ta để chỗ nào cũng có Phật hết đó. Vì gì ạ? Con mắt con thích niệm Phật, cho nên con thích nhìn đâu cũng thấy Phật. Cho nên không có để cái tượng Phật được thì con để cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên xe nó dán luôn, mà không phải là dán một tấm, dán ba bốn tấm mới xứng. Có khi nó tránh, nó ham niệm Phật quá rồi giống như bị điên nữa. Chỗ nào nó cũng dán A Di Đà Phật, cho đến cây chổi nó cũng dán. Tao nói mày niệm rồi mắc mớ mày dán tùm lum nữa. Mà tại vì con mắt nó niệm cho nên nó thấy nó mới nhớ nó niệm, chứ nó sợ nó quên, cho nên là chỗ nào nó cũng dán A Di Đà Phật. Đến cái nhà vệ sinh nó dán luôn A Di Đà Phật ở trên đó. Cho nên có nhiều người người ta rầy là không nên dán nhiều quá. Thành thử ra là bản thân mình á, nó thiếu cái tâm, gọi là cái tâm cung kính, dẫn đến là chỗ nào cũng để Phật, ngủ cũng để Phật trên đầu nằm nữa. Lạ, không lẽ Phật canh cho mày ngủ. Cho nên không nên đưa Phật vô phòng nha. Không để tượng Phật, ảnh Phật ở trong phòng của mình. Đó. Mình nằm trước Phật thì trừ khi sắp giáng sanh, chứ còn chưa giáng sanh thì không được để Phật ở trong phòng của mình nha. Rồi mình tập làm sao mình niệm cho đến lúc mình niệm thuần thục, chứ mình đừng có nằm mình để Phật thì nó lại không hay. Tại vì cái thần thức của mình á, quý vị biết là hồi xưa không biết là quý vị có từng coi cái những cái bộ phim mà ở những cái tuồng cải lương, mà có một ông là ổng cái mạng của ổng á, bổn mạng ổng á là con hổ. Cái bổn mạng ổng là con hổ. Còn cái bổn mạng của cái người con của ổng á là ông tướng. Khi ông già là một vị cũng vị tướng, nhưng mà khi ông ngủ dưới bóng cây thì cái thần thức ông nó xuất ra là cái thần thức của con hổ nó xuất ra. Thế thì cái người con á là một vị tướng, ông cầm cung tên ông bắn, vì ông là tướng cho nên ông thấy được cái thần thức kia. Ông cầm cung tên ông bắn con hổ. Thì khi con hổ nó quay trở về nó nhập, đó là cha ông. Đó là ông bắn cha ông. Nhưng mà ông bắn con hổ. Cho nên cái thần thức của mình á, là khi mình ngủ á, nó sẽ ra khỏi con người của mình. Vậy thì mình trên đầu nằm không được quyền để cái gương, cái kiến á. Cho nên cái người mất á, ở nhà mình mà có người nào mất á, là mấy cái kiến á, đều phải dễ chữ thập á, quẹt voi hết. Để chi vậy? Để cái thần thức nó đừng có đi ngang qua chỗ đó, mà nó đi không được, nó sân hận lên, nó đọa địa ngục.
từ đó đó mà trong nhà mình có chỗ nào có kiến mà nó trong là phải lấy cái đồn quẹt, thì không lẽ là tối rồi quý vị ngủ phải lấy vôi quẹt cái kiến. Cho nên ở ngay cái chỗ mình nằm ngủ á, là nếu mình để kiến gương đồ xung quanh đó là mình ngủ không có ngon giấc, và nó khó lắm, nó cứ chập chờn, nó mệt mỏi, mà người già thì nó lại mất đi cái năng lượng, cái dương trong người. Cho nên trong phòng mình ngủ nếu có kiến làm cái màn che nó lại để ngủ ha. Vì vậy cái tâm á, một là thức ha, cho nên ta niệm Phật nhất tâm là ta thấy chỗ nào cũng là Phật, ở đâu cũng là cảnh Phật, người nào cũng là Phật hóa thân ra hết á. Nội có Quan Âm Bồ Tát á mà có 84.000 hóa thân, mà 84.000 hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Vì vậy cho nên thầy giảng ở đây mà không có Phật tử nghe thì cũng có hóa thân của Quan Âm Bồ Tát nghe. Vì vậy cho nên là quý Phật tử cũng vậy, về nhà quý vị cứ giảng pháp, từ từ sẽ có hóa thân Bồ Tát hiện ra nghe, hóa thân của chư Phật hiện ra nghe. Nhưng mình đừng có lo, mình có cái tâm tốt là Phật Bồ Tát ghi nhận cho mình. Vậy thì nhãn thức là con mắt niệm Phật và biết rõ con mắt đang niệm Phật. Nhĩ thức là lỗ tai biết mình niệm Phật và nghe âm thanh của chư Phật trong mười phương. Tỷ thức là cái lỗ mũi niệm Phật, là không còn ham cái mùi thơm, cũng không còn chê những mùi hôi thối, được chưa nè. Cái lỗ mũi niệm Phật là không còn ham cái mùi thơm và không chê cái mùi thối. Cái lưỡi niệm Phật là biết ăn chay, biết niệm Phật và không còn chê khen, không còn khen những cái ngon, không còn chê những cái dở. Trên lưỡi ăn toàn là cam lồ vị. Người nào mà tu tốt là trên lưỡi toàn là cam lồ vị, ăn cái gì cũng ngon, không còn chê cái gì, mà không nỡ ăn thịt chúng sinh. Đó, cái này mới ghê này. Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này là diệu pháp. Chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì mình lấy cái tựa đề của kinh Pháp Hoa ra, phải không? Trên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Như vậy thì cái miệng chúng ta đã có lưỡi sen hồng rồi, chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật là chúng ta tự nhiên trên cảnh giới Tây Phương sen nở. Và mình tin tưởng như vậy, mình tin tưởng ở đây niệm Phật là Tây Phương nở hoa. Cái thân niệm Phật là khi thân hoại mạng chung thì thân này nó không còn quan tâm tới thúi hay thơm. Có nhiều lúc cái thân của mình niệm nó thúi lắm quý vị. Nếu ai có thực sự niệm Phật sẽ thấy cái thân mình nó chuyển một cách rõ ràng. Có nhiều lúc mình không hiểu tại sao mà thân mình nó thúi như vậy. Bắt đầu mình ráng mình niệm Phật, mình nói vậy là nghiệp con nó đổ, cái con quỷ hôi hám nó đang nhập vô con. Chứ mấy hôm trước con nghe nó thơm lắm, tự nhiên hôm nay con nghe nó bốc cái mùi chịu không nổi. Vậy là chính mình, nhưng mà mình nghe rõ cái mùi của mình là mình biết à, vậy là nghiệp. Vậy là khi mình không có bị nghiệp thì thân của mình nó không bị hôi thối như vậy. Mà khi nghiệp nó đến với mình rồi thì tự nhiên cái mùi hôi thối nó sanh ra. Vậy là con biết con đã vay nợ những cái con hôi thối. Bây giờ khi con niệm Phật, con tu tập mà nó đến gần con, nó muốn trả cái, nó muốn gây cái tội nghiệp với con, cho nên thôi con niệm Phật, con lại sám hối cho nó. Cái thân thể mình mà nó nghe cái mùi hôi thối là mình đi niệm Phật nhiều hơn, lại Phật nhiều hơn để sám hối cho cái con hôi thối. Bây giờ là mình ăn chay á là mình thấy thơm hơn hay là mình ăn thịt chúng sinh mình thấy thơm hơn? Rồi cho một tràng hỏi tay hay quá luôn. Vậy là cái chúng sinh đó nó đến nó đòi mình, thì bây giờ thôi mình niệm Phật mình sám hối cho nó. Chứ mình đừng có chê bai cái thân của mình, vì mình mượn nó mà. Mình cúng dường Phật rồi cho nên mình chỉ mượn nó mình tu thôi. Cho nên ý thức được con đang tu, con đang niệm Phật và con đang cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà cảnh giới đó ở đâu? Đấy. Bây giờ chúng ta tìm cảnh giới đó ở đâu thì ý chúng ta phải niệm Phật. Quý vị thấy thầy trò Đường Tăng không? Thầy trò Đường Tăng, ở đây ai không biết thầy trò Đường Tăng giơ tay lên.
để thầy kể cho nghe Tây Du Ký. Chúng ta là ham mê Tây Du Ký từ nhỏ luôn, phải không quý Phật tử? Từ nhỏ là Tây Du Ký là tôi nói đi coi đầy nhà luôn à. Nhưng mà bây giờ mình hiểu là Tam Tạng là ai? Tam Tạng là thức thứ 8. Tam Tạng là thức thứ 8. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta có Phật tánh, cho nên Ngài Tam Tạng là Ngài đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ngài chỉ ở Đức Phật á, Ngài là một trong 4 vị đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà bởi vì chỉ có hôn trầm có chút xíu thôi, nghe Đức Phật giảng mà Ngài ngồi Ngài hôn trầm một cái, 81 nạn rớt xuống. 81 nạn đi xuống trần gian phải chịu 81 nạn để quay trở về. Quý vị thấy không? Quý vị cùng nói với thầy, nghe pháp ngủ gục, rớt xuống, chịu 81 nạn. Chịu 81 nạn. Còn trong thập đại đệ tử của Đức Phật á, là Xá Trí, Liên Thông, Thuyết Phú Na, Tu Không, Chiên Luận, Đại Đầu Đà, Na Lực Thiên Nhãn, cái Na Lực Thiên Nhãn nè, Ba Ly Giới, A Nan, Đa Văn, Mật Hạnh La. Cái ngài A Na Lực là thiên nhãn đệ nhất á. Lý do mà Ngài có cái thiên nhãn đệ nhất là bởi vì Đức Phật Thích Ca đang giảng, Ngài ngáp buồn ngủ. Ngài chỉ ngồi đó ngáp buồn ngủ thôi. Đức Phật quở, ông rất là tinh tấn, mà trước Như Lai ông thể hiện sự giải đãi của mình như vậy ư? Ông không làm chủ được mắt của mình ư? Thế thì Ngài A Na Lực mới quỳ trước Đức Thế Tôn và phát nguyện rằng từ nay trở đi là con không nhắm mắt. Ngài không nhắm mắt cho nên một tuần lễ sau Ngài mù hai mắt. Ngài mù hai mắt. Thế thì Ngài A Na Lực mù hai mắt thì Đức Thế Tôn vẫn bình thường thôi. Ông phát nguyện tôi cũng bình thường, mà ông có mù tôi cũng bình thường. Nhưng mà ngài A Na Lực á, vá cái áo cái y nó rách á, ngài giá, ngài đâm cái mũi kim vô trong tay, bắt đầu ngài ngồi ngài than. Mình bây giờ phế nhân rồi. Mình không còn thấy đường nữa, không còn tu tập tốt nữa. Ông bắt đầu khởi ra một tâm niệm giống như là bi quan và sắp bỏ cuộc. Đức Thế Tôn thị hiện ra rồi đó, giá giùm ông và nói rằng ông á, căng quá nó đứt, dùng quá đó thì nó không có kêu. Ông là người khải đàn mà, ông là người biết chơi đàn, cho nên là ông không có căng, mà ông cũng đừng có để dùng, ông bình thường thôi. Cho nên Phật tử của mình cũng đừng có tu căng quá nha, căng quá nó đứt cái tật cái rồi luôn á. Cho nên là tu vừa vừa thôi ha. Mình thấy nó căng là mình bớt trở lại liền, mình thấy nó nóng quá là mình phải đem mình thả vô nước liền. Có phải là mình gà mà hồi xưa mình ấp là cứ nó ấp, còn mình thọt tay vô mình lấy trứng gà ra, dầu rằng có những cái ổ gà mạc không, thọt vô lấy ra mạc nó cắn ngứa muốn chết. Nhưng mà lúc nhỏ thầy ở nhà cứ gà nó ấp á, mà không có thọt vô để lấy ra để thả nước cho nó đó, thì sợ là nó thúi nhiều và nó sát nữa, do ảnh đạp không điều á, nên sợ nó thúi, sợ nó sát, cho nên lâu lâu đem lấy ra thả nước. Cho nên quý vị nào mà thấy cái người nào mà tu mà cái mặt nóng nóng hầm hầm á, quý vị đi ngang cái hồ đạp xuống hồ, hỏi tại sao mày đạp tao, nói thả nước. Thì ta thấy mày nóng quá, thấy mày nóng quá thì đưa xuống coi nó còn lắc không, hay là nó sát rồi, nó chết rồi, nó trở thành hột gà lộn rồi. Thì là mình hiểu rằng là có nhiều người là họ tu do tu không có cân bằng được đó, cho nên họ tu họ nóng dữ lắm. Quý vị mà tu chung với họ là đừng có đụng tới. Họ rất là tinh tấn nhưng đừng đụng. Vì đụng tới là họ giống quỷ lắm. Ở đây có không? Nói nhỏ nhỏ thôi. Có nhiều người cố chấp dữ lắm. Tu rất là tốt nhưng mà cái tính tình thì nó cọc cằn và nó khó chịu, nó bực dọc, nó làm ý như là nó có cái gì đó nó bất an lắm, nhưng mà cũng không hiểu tại sao vậy. Bởi vì ham tu quá, ham tu quá rồi bắt đầu nó căng lên. Nó căng lên cái
Nhiều bậc chư tôn đức cũng vậy nha quý Phật tử. Nhiều bậc chư tôn đức mà tu hành tốt quá rồi, quý vị đừng cũng kính nhi viễn chi. Nói có mình đi không, ở trong này cũng rầy nữa. Thầy thầy khó quá, mốt ai dám về chùa thầy. Kéo nó không về thì thôi. Là ngài cứ tưởng là ngài tốt dữ lắm, cho nên ngài đào tạo ra khuôn nào khuôn nấy là giống y như ngài hết trơn. Ai làm được, thành thử ra đệ tử xuất gia cũng bỏ đi hết. Mà người tại gia cũng không ai đến chùa hết. Thầy tu rất là tốt mà tu có một mình. Nhớ là không phải là tu dở đâu nghe. Tu tốt lắm nhưng mà tại vì tu nó căng quá, cái dẫn đến là bắt ai cũng giống như mình hết. Dẫn đến đệ tử xuất gia nó cũng bỏ chạy, mà đệ tử tại gia nó cũng không đến chùa. Tu căng quá nó vậy đó. Cho nên quý Phật tử tu riết mai mốt mà ai cũng thấy mình chạy luôn là biết rồi, quý vị tu sắp tới rồi đó. Mà thầy không biết tới đâu, chắc là tới gần Bà La Sát á. Tới ngay cái chỗ mà là vợ của Ngu Mà Dương á. Như vậy thì cái thức thứ 8 á là tam tạng. Tam tạng pháp sư. Quý vị mà chế tâm nhất xứ vô sự bất biện mà mình niệm Phật mà cầu giảng sanh là chắc chắn giảng sanh. Cho nên thầy cũng hợp đồng với quý vị, nếu ai muốn hợp đồng với thầy ký và làm đúng hợp đồng, đừng làm sai. Là bắt đầu từ giờ này quý vị cột cái câu A Di Đà Phật vô cái lỗ mũi. Nha. Cứ mình hít vào cái mình chọt câu đó vô. Cái mình thở ra mình rút nó ra. Giống như là mình xỏ mũi gì đó. Cứ hít vào chọt vô, thở ra rút ra. Cái thì mình tập nó quen rồi thì khỏi chọt nữa. Hít vào niệm A Di Đà Phật, thở ra niệm A Di Đà Phật. Cứ hít vào thở ra và niệm như vậy thì chắc chắn 100% là khi thân hoại mạng chung sanh về cực lạc. Đồng ý không quý vị? Đồng ý. Chứ còn cầm trên tay gì cũng chưa chắc ăn đâu, cột luôn vô cái lỗ mũi. Lấy cái cọng dây. Lấy cái cọng dây để cái rồng rọc ngay cái lỗ mũi. Cứ hít vào, rút ra. Thở ra, rút trở lại. Đó. Mà mình rút vậy là mình nhớ luôn. Quý vị làm được không? Ai hợp đồng giơ tay lên. Có nghĩa là mình niệm Phật, mà mình niệm Phật từng hơi thở, thì có phải là người ta tu thiền? Người ta hít vào là người ta thiền định, chánh niệm tỉnh giác. Tôi hít vào tôi biết tôi hít vào. Tôi thở ra tôi biết tôi thở ra. Hít vào ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn. Thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Tôi bắt đầu hít vào, tôi biết tôi bắt đầu hít vào. Tôi đang hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Tôi hít vào sâu, tôi biết tôi hít vào sâu. Có nghĩa là cái người ngồi thiền, người ta vẫn gắn cái câu, cái chánh niệm tỉnh giác vào cái lỗ mũi của họ. Thì tại sao mình niệm Phật vãng sanh mình không gắn cái câu niệm Phật vô cái lỗ mũi của mình? Cho nên quý vị chưa có làm cái cọng dây kéo được thì quý vị dán cái câu Nam Mô A Di Đà Phật cho nó lòng thọng chút. Cái mình thở ra cái nó phình lên. Cái mình hít vô cái nó theo đó nó vô. Cái nó bịt một bên lỗ mũi, mình hít bên thôi. Cái lát nữa mình cảm thấy hít bên khó, cái mình gỡ bên này, dán bên này. Khi mình hít vô cái nó bịt lại. Mình thở ra cái nó phì ra. Thì mình để nó nhắc mình nhớ mình niệm Phật luôn. Làm được không? Này cũng hơi khó nhưng mà ráng làm. Thế mà có người ta hỏi, ồ sao giờ niệm Phật riết rồi nó khùng hay sao kỳ vậy? Nó không phải. Cái này là thầy Xuân cũng dạy. Ông dạy gắn cái câu niệm Phật với cái lỗ mũi, với cái hơi thở. Cứ hít vào A Di Đà Phật. Thở ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc này không phải hít vào một câu mà hít vào tới 10 câu lận. Thở ra 10 câu lận. Vậy là sanh tới phẩm thứ 10 chứ phải phẩm thứ 9. Người ta có 9 phẩm liên hoa, tôi sanh lên tới phẩm thứ 10 luôn. Là phẩm đó tôi cũng biết phẩm nào. Nhưng mà phải cố gắng vậy đó. Phải cố gắng là niệm từng hơi thở. Chứ còn mình để nó ngoài cái tai á, là mình niệm mình quên. Có đúng không quý Phật tử? Có đúng quên. Cho nên là bây giờ những đứa trẻ đó là nó đeo cái vòng ngay cái lỗ mũi luôn, quý vị thấy không? Nó đeo vòng trên môi. À, không biết vòng giờ nó không đeo lỗ tai. Đó, có đứa nó đeo lỗ tai đầy hết luôn á. Đó, nó đeo lỗ mũi. Nó đeo lên cái môi.
Cho nên là bây giờ thôi mình niệm Phật mình đeo chỉ lỗ mũi thôi. Mình đeo vô đó cái mình gắn cái câu A Di Đà Phật vô đó cho nó bay rồi. Vậy là mình nhớ. Chẳng qua là mình nhớ mình niệm Phật thôi chứ không làm gì. Nhưng mà gọi là mình giống như Ngu Ba Dương được sổ mũi xong gắn câu niệm Phật vô đó, đó là bùa. Có phải là Tề Thiên á được ngài Tam Tạng đi lên cái núi đó là gỡ cái tờ giấy đó ra không? Nó gỡ tờ giấy đó ra, dán vô ngay lỗ mũi. Cái câu đó có chỉ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cái câu đó chữ Hán quý vị chưa đọc phải không? Bữa nào thầy lên đó thầy lấy đem về cho quý vị đọc. Nó là câu Nam Mô A Di Đà Phật chứ cái gì. Nhưng mà tại vì Tề Thiên nó không niệm. Mà Tề Thiên không niệm cho nên bị đè dưới là Ngũ Hành Sơn. Bây giờ mình niệm Phật là mình giải cứu cho Tề Thiên, nghĩa là mình giải cứu cho thức thứ sáu của mình. Nó là tâm của mình đó. Rồi quý vị cùng nói: gỡ bùa, cứu Tề Thiên, A Di Đà Phật là lá bùa. Ai không niệm Phật giống Tề Thiên. Ủa quên, giống con khỉ. Ai không niệm Phật thì giống con khỉ. Ai niệm Phật thì giống Tề Thiên Đại Thánh. Đó, cái người niệm Phật á thì sẽ được cứu và được giống như Tề Thiên Đại Thánh. Còn ai không niệm Phật thì giống con khỉ bị nhốt ở dưới cái núi Ngũ Hành Sơn. Như vậy thì cái người niệm Phật là hiền là dễ thương thì có ai nhốt không? Không. Rồi quý vị cùng nói với thầy, người niệm Phật là giải thoát khỏi tâm sân. A Di Đà Phật, con hết sân rồi, con hết đọa địa ngục rồi. A Di Đà Phật, con hết tham rồi, con hết giống quỷ rồi. A Di Đà Phật, con hết si rồi, con hết đố kỵ rồi, con hết ăn nuốt lẫn nhau rồi, con không đọa vào súc sinh nữa. A Di Đà Phật, con ra khỏi tam đồ, cái đồ sân hận, cái đồ tham lam, cái đồ ngu ngốc, ra khỏi tam đồ. Hiểu chưa quý Phật tử? Hiểu không? Hiểu rồi. Chúng ta niệm Phật để chúng ta ra khỏi tam đồ. Mà cái đồ gì? Cái đồ sân hận. Mình thấy ai sân hận cái mình nói cái đồ. Chứ mình đừng có nói thêm, nói nó quánh. Mình thấy cái mặt nó một mâm, cái mình chỉ cái mặt, cái mình nói cái đồ. Cái đồ có nghĩa là nó chưa ra khỏi tam đồ. Rồi Phật tử cùng nói với thầy, thấy cái mặt một mâm, chỉ vô cái mặt, nói cái đồ. Được không? Nhớ không? Nó nghĩa là cái người mà nó sân lên cái mặt nó một mâm, cái mình nói, ô cái đồ. Có nghĩa là nó còn ở trong tam đồ. Mình nhắc nó vậy đó. À, nghĩa là nhắc nó. Vậy đó. Như vậy thì mình cứ niệm A Di Đà Phật cái đồ. A Di Đà Phật cái đồ. Vậy thôi. Có nghĩa là mình đừng có bị rơi vào cái tam đồ, vì cái sân hận mình nó nhốt mình vào trong địa ngục. Cái tham lam mình nó nhốt mình vào trong ngạ quỷ. Bây giờ mình niệm Phật để mình ra khỏi nó, nghĩa là mình tự giải thoát chính mình, có đúng vậy không? Thì cái câu niệm Phật có phải là lá bùa không? Cho một tràng pháo tay lớn lên, bùa. Rồi, thầy với đại chúng cùng niệm A Di Đà Phật. Bùa này yếu quá. A Di Đà Phật. Bùa vẫn chưa có linh. A Di Đà Phật. Hơi linh linh rồi đó. Niệm lớn chắc lên bàn linh luôn quá. Cho nên là quý Phật tử phải cố gắng nha. Chúng ta nhớ là ta bám vào cái lá bùa đó, ta gỡ lá bùa đó ra, ta dán vô cái lỗ mũi mình, khỏi dán trên cái núi Ngũ Hành. Cái này có phải cái núi không? Thấy có giống giống không? Thì thôi dán ngay chỗ này thôi. Để mình dán ngay chỗ này có nghĩa là mình dán cái con khỉ buông lung của mình. Có phải là tâm viên ý mã không? Tâm viên ý mã thì con khỉ nó buông lung cho nên mới dán lá bùa. Thì do vậy mà mình hít vào mình không có chánh niệm tỉnh giác.
mình thở ra mình không có chánh niệm tỉnh giác, thì bây giờ mình dán cái lá bùa lên đây, cái chữ A Di Đà Phật, để cho mình hít vào mình chánh niệm tỉnh giác, mình thở ra mình chánh niệm tỉnh giác, có phải là lá bùa mà nhốt tề thiên không? Đúng không? Đúng đó, thấy chưa? Thầy đâu có gạt quý vị làm gì đâu. Đó, cho nên ai hiểu được á là cảm thấy rất là bình thường, tưởng là thầy Xuân không nói chơi. Thiệt. Không ấy mình không dán đây, mình dán đây đi. À, mà mình mà chánh niệm tỉnh giác rồi mình thấy cuộc đời này vui lắm. Bởi vì sao vậy? Ta sanh ra trong cuộc đời này là cuộc đời này là một cái sân chơi, cuộc đời là một cái sân khấu. Sanh ra để chơi. Tu chơi thôi chứ không phải tu thiệt đâu. Tu thiệt là cái gì? Tu là cái gì mà tu thiệt? Đâu có gì đâu tu thiệt. Cho nên mình đừng có cho rằng mình là người tu ghê gớm lắm. Không. Tu vẫn bình thường như bao nhiêu con người khác. Chẳng qua tu là dễ thương hơn con người chưa biết tu. Đúng không quý Phật tử? Đúng. Rồi quý vị nói lớn với thầy. Người niệm Phật rất dễ thương. Ai không dễ thương là giả danh niệm Phật. Đó, cái đó tôi chửi mấy người tu giả đó. Thấy không? Bậy đặt tu giả. Tu thiệt người ta rất dễ thương. Còn giả danh tu rất dễ ghét. Đó, bắt bẻ từng ly từng tí, câu mâu thắc mắc khó khăn đủ chuyện. Đó là tu dễ, tu thiệt hay là tu giả? Giả tu mà bị đặt tưởng mình tu. Còn thật sự cái người tu rất dễ thương. Càng tu càng hiền. Quý vị cùng nói với thầy, ai niệm Phật? Cầu vãng sanh. Rất là hiền. Ai là dữ? Không phải tu. Giả tu. Tu bị đặt dữ. Được không? Đồng ý không? Vậy là quý vị còn giữ hay hiền? Nếu mình còn giữ là mình biết là mình đã giảng sanh được không? Không. Vậy thôi mình lỗ rồi, mình đi tu làm gì? Gặp thầy Xuân cũng như khóc. Gặp thầy Xuân xong rồi mình vẫn còn chằn tinh gấu ngựa thì thôi chứ gặp nhau chi. Đời sau mình còn gặp nhau nữa chắc tôi đi theo mấy người đúng không? Cho nên là mình có nhân duyên với nhau, làm bạn thiện hữu tri thức cùng tu với nhau thôi, mình ráng mình hiền đi, mình tập cho mình hiền. Chứ còn nếu ai mà giữ, mình thấy nó giữ quá thì thôi quý vị lấy cái cắt cái hình lưỡi ung tiêu á, cắt cái hình lưỡi ung tiêu ghi cái chữ A Di Đà Phật vô trong đó, thấy nó giữ cái mặt nó giữ, cầm lại đưa cho nó, hỏi làm gì vậy, dán ngay cái lưỡi mày giùm tao, chứ tao thấy mày niệm Phật mày giống ung tiêu quá. Có nghĩa là mày niệm Phật mày còn dữ quá thôi mày dán cái lưỡi mày lè vậy. Đặng ai thấy mày cũng sợ đó. Thì mình viết cái câu A Di Đà Phật vô ngay chỗ cái lưỡi ung tiêu mình đưa cho nó, mình tặng cho nó. Để chi vậy? Niệm Phật sao dữ vậy? Niệm Phật sao giống ung tiêu niệm vậy? Vậy thì cái người chánh tín niệm Phật là bản thân của mình tu giống cái gì? Giống hiền thánh, giống Bồ Tát, giống Phật. Rồi quý vị cùng nói với thầy, người tu giống thánh, giống Bồ Tát, giống Phật, đúng là người tu. Nam mô thường đúng đắn Bồ Tát. Rồi hết. À, bữa nay hướng dẫn cho quý vị tu chánh tín. Chánh tín niệm Phật, mình tin tưởng là mình tu là mình phải giống Phật, mình tu là mình phải hiền, mình tu là mình phải dễ thương, mình tu là mình phải nêu cao tất cả những cái gì tốt đẹp nhất. Thì thật sự ra là bữa hổm do cái vị kia hỏi thầy làm cái gì, cho nên thầy mới ngồi suy nghĩ lại. Mà còn 3-4 cái nữa không có chấm ghi. Ghi đọc lát chửi mình đó. Cho nên là còn nhiều cái công tác nữa mà giáo hội giao phó nữa mà không có dám ghi vô nhiều. Cái nói trời ơi, mới ghi một ít mà cả chục cái công việc rồi. Thật sự đó là công việc thôi, chứ không phải là mình muốn làm. Mà tại vì quý thầy thấy là mình làm được việc cho nên quý thầy mời mình vào. Tại vì cũng ít người làm việc quá. Cho nên là việc y như là thầy trụ trì ở đây đi,
Thầy có thể là làm cả chục việc ở trong cái tỉnh này nè. Nội có một tỉnh thôi đó, mà thầy cũng có thể làm cả chục việc rồi, chứ đừng có nói chi nhiều tỉnh. Nếu mà thầy làm ở khối trung ương thì tỉnh nào cũng mời hết, thì thầy còn làm nhiều việc nữa kia. À, cho nên là tại vì cái người làm được việc á, người ta mới mời. Chứ còn có người mời mà không làm gì hết thì nhiệm kỳ sau người ta không mời nữa. Còn nhiệm kỳ này mình thấy mình năng nổ thì ta mời. Bây giờ Phật tử về chùa cũng vậy, có nhiều người chỉ về chùa tu thôi, con không có thời gian để tham gia. Còn có nhiều người tham gia rồi, tham gia ban nhà bếp, tham gia ban hương đăng, tham gia ban bảo vệ. Giờ thì thấy chùa có ban bảo vệ ở phía trước, các bác mặc áo màu vàng rất là đẹp, ngồi ở phía trước để nghe pháp, phải dễ thương. Cho một tràng pháo tay cho ban bảo vệ. Thấy không? Toàn là cụ chiến binh không. Đó, đứa nào mà lấy chiếc xe ăn trái mìn cho mày biết mặt. Vô thấy toàn là các cụ chiến binh ngày xưa giác pháo binh đồ không, giờ này ra chùa phát tâm giữ xe đồ cho vui. Cái đó là tu cho vui đó. Nhưng mà có y như là một câu lạc bộ vậy đó. Nhưng mà đó là có phước mà là vui, mà về tâm sự với nhau, được học pháp, được gặp gỡ bà con cô bác trong vùng, trong làng. Rồi, như vậy cũng là một cái niềm vui. Đó. Rồi có vị thì làm ban tri viên, dành về chùa để mà chăm sóc cây kiểng, để vui với cỏ cây. Như vậy thì người nào mà làm được việc thì nhiều việc làm lắm. Còn có nhiều người không làm rồi thì cũng không ai mời, vì mời nó đâu có làm đâu. Cho nên cái người mà làm á là người ta mời nhiều, còn có người không làm thì thôi cũng được, miễn đi tu là được. Quý vị đi tu là quý vị đã làm cho Phật pháp sương minh rồi đó. À, thì sự hiện diện của quý vị là Phật pháp sương minh đó. Cho nên quý vị rủ được dâu rể, cháu nội cháu ngoại, chứ đừng nói con mình. Con mình là đứa nào cũng quy y hết rồi, nó tranh thủ nó về chùa rồi, bây giờ phải tiếp nhận đến dâu rể, cháu nội cháu ngoại, rồi cháu nội dâu cháu ngoại rể gì đó, tiếp hết về chùa là mình đang làm Phật sự. Nó nghe được một câu cũng đỡ hơn là nó không nghe. Có nhiều người nó chưa từng nghe được những cái câu hay. Thầy có nhiều lúc thầy hỏi con có biết cái mặt trăng, cái nguyên lý của mặt trăng không? Nó nói không. Thầy nói tội nghiệp quá, lo làm ăn riết rồi mặt trăng cũng không quan tâm. Rồi con có biết lý do, cái nguyên lý của mặt trời và trái đất này không? Nó nói không. Quan tâm chi lớn vậy thầy? Con quan tâm sáng ăn gì, trưa ăn gì, chiều ăn gì, con đi học có đủ tiền cho nó hay không, con quan tâm không nổi. Quan tâm đến cái trái đất này làm gì? Không quan tâm trái đất này nó xây như thế nào, kệ nó. Không quan tâm tới một loại tin tức nào hết. Cho nên có nhiều người chí khú làm ăn, thì cái người đó mà cỡ như niệm Phật là người đó vãng sanh. Bởi vì sao vậy? Chỉ có A-di-đà Phật thôi, không cần quan tâm tới cái gì hết. Chúc quý Phật tử giống vậy. A-di-đà Phật. Rồi xin mời, có ai hỏi câu gì không nè? Có ai chia sẻ với thầy câu gì không? Thầy chia sẻ một câu. Giờ nãy giờ thầy giảng là 1 tiếng 10 phút rồi. Thầy cáo lỗi với quý vị là hồi nãy đi muộn một chút, làm cho Phật tử chờ lâu sanh ra bực tức. Xin cho thầy lấy lại cái bực, trả lại cái vui cho quý Phật tử. Nam mô thường hết bực Bồ Tát. Phật tử có nhận lời xin lỗi sám hối của thầy không? Nhận lời thì vỗ tay lớn lên, chứ bỏ lỗi mà vỗ tay nhỏ bỏ không hết thì sao? Rồi có ai hỏi gì không? Rồi mời cô đứng đó hỏi luôn. Cô này hỏi lớn lắm, khỏi đem micro. Rồi hỏi lớn lên cô. Có đem micro không? Già con nói không nổi. Ở dưới con nói thầy nghe mà nói già nó không nổi. Rồi vậy là cô đó đã nói mình già. Rồi cầm micro lên nghe thầy hỏi trước đi. Thôi con nói thầy nghe rồi đó, hỏi luôn đi. Mẹ con mất nay là 20 năm rồi. Dạ con biết tu được 20 năm. Năm nay con là Quý Mẹo 61 tuổi. Dạ mà sao mỗi lần con biết tu con không có sân không có giận, mà sao nhiều khi con cũng còn giận chồng rồi giận bạn bè. Con còn giận rồi con uống nước vô cũng còn giận à.
Dạ, thầy dạy cho con đừng có giận hờn nữa. Dạ. Ơi. À, con tới nay 61 tuổi mà còn giận ha. Là vậy là đâu có già. Còn giận nổi thì làm sao già? Cái người mà giận á, thì phải đọc cái câu này nè: nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Một tâm sân hận nổi lên là trăm ngàn cửa phiền não nó mở ra. Mà khi mình sân hận là nó như là lửa địa ngục, nó đốt cháy cả rừng công đức của mình. Mà cô thường giận chồng, giận bạn bè thì thầy chúc mừng cô. Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, mà địa ngục cài then cô cứ vô. Sợ mà cũng đem búa tạ. Rồi, rồi xin mời cô. À. À, muốn nghe thầy ca cái bài Lên Chùa Ngủ Gục. Rồi. Rồi quý vị vỗ tay thầy hát nha. Này là trả lời câu hỏi đó. Lên trên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho. Thầy có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Hết rồi. Thôi, cái bài đó lúc trước thầy còn trẻ nó dài, bây giờ thầy càng lớn nó ngắn dần lại rồi, cho đến lúc nó còn có 6 chữ: Nam Mô A Di Đà Phật. Ở cái bài đó còn có nhiêu đó thôi. Rồi, có còn ai hỏi câu nào nữa không ạ? À? Rồi, hết rồi. Chúc quý vị ngủ ngon. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Duyên lành thầy đến nơi đây, gieo duyên Phật Pháp với hàng chúng sanh. Như suối mát reo vui tuôn chảy, đem yêu thương chia sẻ cỏ cây. Cơn mưa pháp tưới vào rừng khô hạn, cho lộc hoa xanh nở đâm chồi. Nguyện tu tập phát sanh trí huệ từ lời thầy rao giảng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nhân duyên đầy đủ nên hàng Phật tử hậu học của chúng con lại được tề tụ về nơi đây để được nghe lời thầy giảng dạy. Với ân đức cao quý này, Phật tử đồng lý sẽ thay mặt đạo tràng dâng lên lời cảm tạ. Xin mời Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thật là niềm hạnh phúc lớn đến với toàn thể Phật tử đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày của chúng con. Hôm nay có đầy đủ duyên lành được Thượng Tọa về đây giảng pháp và chỉ dạy, nhằm để tạo phương tiện sắc tấn cho chúng con thăng tiến tu học theo chánh pháp của Phật Đà. Và dù Phật sự đa đoan, nhưng Thượng Tọa vẫn hoan hỷ sắp xếp thời gian quan lâm đến đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp thật là quý báu. Toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật của chúng con nguyện xin khắc cốt ghi tâm những lời giáo huấn của Thượng Tọa Giảng Sư và hứa sẽ y giáo phụng hành để xứng đáng là người con Phật. Với ân đức cao quý này, đạo tràng Phật tử chúng con không biết dùng lời lẽ gì để hơi nói hết được lòng tri ân sâu sắc. Chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng khóa tu niệm Phật một ngày nhất tâm chùa Xuân Hòa, thành kính nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tọa Pháp Thể Kinh Đan Tuệ Đăng Thường Chiếu luôn là chỗ dựa vững chắc, che chở và dạy dỗ cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh thượng tọa hồi hướng. Kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng. Đại chúng chắp tay hình búp sen. Hai bàn tay con chắp lại như đóa sen thanh tịnh ở cõi lòng, dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ A Di Đà. Nguyện cửu phẩm liên hoa luôn có tên con ở đó. Một câu niệm Phật trong con hóa giải oan gia trái chủ, không còn tam đồ ác đạo. Câu niệm Phật như ánh sáng trí tuệ, đưa con ra khỏi bờ mê. Câu niệm Phật xứng với lòng từ bi, cứu con và tất cả muôn loài về bên chân Phật. Cầu hoa sen của mỗi người trên bàn tay như nắm giữ chánh pháp của Như Lai. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, mỗi bước chân hoa sen nở, hoa sen tượng trưng cho chánh pháp nhãn tạng của Như Lai. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp, trên tay cầm cánh sen, Tổ Ca Diếp mỉm cười. Trong đó Đức Phật đã truyền y bát cho Tổ Ca Diếp để thay Phật tại thế gian, làm cho chánh pháp được sương minh và trường tồn. Người nào còn biết chắp tay hướng về tam bảo khắp mười phương, người đó đã là người con của Phật, thanh tịnh trong sáng như hoa sen, gần bùng ở thế giới ngũ trược này mà chẳng nhiễm, để luôn luôn được thanh tịnh. Khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng con và những người có duyên với chúng con biết niệm Phật đồng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng con xin hồi hướng công đức niệm Phật và bao nhiêu phước dặn, phước duyên mà chúng con gây tạo được, xin kết thành đài hoa trang nghiêm thanh tịnh, cầu cho cửu quyền thất tổ oan gia trái chủ của chúng con đầy đủ duyên lành, ngự trên tòa sen thanh tịnh công đức phước lành của chúng con mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật